Rồi, hello nha, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình phước sửa chân vịt mái Đầm Dơi, Cà Mau. Thì ngày hôm nay mình có nhập về một cái lô hàng mái mới, mái thùng. Dòng mái là GB Genship, là hoàn toàn là mái thùng mái mái hết ha. Nó có nhỏ, lớn từ thằng 7 HP lên tới 20 HP. Thì ngày hôm nay mình quay cận cảnh cho anh em xem. Con GB 460. 460. Đây. GB 460. Ở đây là cái giá em bán cho anh em. Là thằng này là cái giá bán nó là 7 triệu 200 ngàn. 7 triệu 200 là tiền phí vận chuyển, là anh em trả ơn ha, mình không bao nghe, mình báo giá từ con luôn. Thì anh em coi kỹ, nghe kỹ, rồi nếu mà chốt được con nào thì alo cho mình ha. Cái giá của nó là 7 triệu 200 ngàn, tiền phí cước anh em trả ơn. Nếu anh em mua thì chuyển trước cho mình 500 ngàn cọc là mình sẽ gửi hàng cho anh em nha. Khi anh em nhận được đồ rồi là cái số tiền còn lại thì bên giao hàng người ta thu tiền luôn ha. Thì nội dung là cái nào cũng vậy, từ nhỏ tới lớn. Thì đầu tiên thì em nói một lần để cho anh em hỏi hỏi tới hỏi lui ha. Đây là con này là con 460 cc RB. Đây máy này thì anh em có mà xài rồi thì cũng cũng biết rồi, thì em chỉ quay sơ lược cho anh em xem lại cụ thể. Đó. Con này thì trong lốc của nó là nó để là vẫn là GB 460 ha. Đây. Còn đây ở sau cái chụp đích của máy. Đây. Rồi. Tới con tiếp theo. GB 420. 420 con này cái con đầu tiên là cái con 460 là chất tông của nó là được 72 ly, ủa được 92 ly ha. 92 ly. Còn cái con này 400 420 thì con này chất tông của nó được 90 ly nha. Nó gành cho anh em. Đó là cái giá thành cái con này nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn con này là cái giá 6 triệu 200 ngàn. Thì nó rẻ hơn được 1 triệu. Thì anh em nghe mình báo giá này là cái giá này là mình không có bao phí vận chuyển nha. Là đó là cái giá mình bán gốc là giá là 6 triệu 200 ngàn. Đó, anh em mua thì tiền phí cước, tiền vận chuyển anh em trả anh ha. Đây. Tiếp tục cái con Genship. Genship 18 HP. Con này là nó có đề ha. Đây, nó có đề, anh em nào nếu xài đề thì con Genship này nó có đề nè. Cái giá của nó là 8 triệu 300 ngàn ha. 8 triệu 300 Genship 18 HP có đề. Đó, em quay cận cảnh cho anh em xem. Đây. Một con TBC. TBC 20 HP. Cái con này là không đề nha anh em. Con này không đề thì cái giá của nó là 8 triệu 300 ngàn. Đó, TBC cái giá là cao. Đây, em quay cận cảnh tiếp. Cái con máy này là con GB 4 620, 22 HP. 22 HP.
Con này là cái giá của nó là 14 triệu 500 ngàn. Đây. 4 620cc là 22 HP ha. Cơ cấu của con máy này á thì nó sử dụng qua đề. Đây. Nó xài bơm xăng rồi bình xăng dưới đề ha. Đây. Còn nếu mà anh em nào xài cái dòng GB GB 420 có đề ha. Cái con này có đề, nếu anh em nào cần xài đề thì có đề đây. Có đề thì cái con này nếu mà có đề thì cái giá nó là 8 triệu 200 ha. 8 triệu 200. GB 420. Đây. Ngoài ra thì cái này em chỉ quay sơ lược cho anh em xem qua một số thể loại thôi. Còn ở đây thì hàng thùng thế em còn rất nhiều. Đây. Em coi nói chung là nhiều. Đó, số lượng thì cung cấp cho anh em đầy đủ hết nha. Cái này hàng thùng thì mình khui ra. Đây, đây dài lên kìa. Quay cho anh em coi. Ngoài ra bên em còn cung cấp cái dòng máy nhỏ luôn ha. Máy nhỏ để em quay sơ lược cho anh em xem. Máy nhỏ, cái này là hàng thùng. Là em đây. Máy nhỏ, máy lớn có đầy đủ hết. Đây. Đây em qua quay cái dòng máy nhỏ cho anh em xem ha. Từ 7 HP cho tới 7.5 HP ha. Đây. Cái con này thì Hyundai. Hyundai 7 HP. Đây. 210 là 7 HP. Con này là để em coi cốt thẳng hay là cốt xéo. Rồi, con này ghi là cốt xéo tua chậm. Cốt xéo tua chậm cái giá của nó là 3 triệu 900 ngàn. 3 triệu 900 ngàn là cốt xéo tua chậm. Giá này là giá không bao phí vận chuyển nha. Nếu anh em nào mua thì alo là em sẽ đọc số là 0919 244 209. Đó là sẽ chốt hàng cho anh em. Đây tiếp tục. Con này GB 7 HP. GB 7 HP. Cái giá của nó là 3 triệu 200 ngàn. Thằng này là cốt thẳng tua nhanh nha. 3 triệu 2. Máy này máy thùng máy mới hết nha anh em, chưa chưa có đổ xăng nhớt vô nha. Anh em mua về thì đổ xăng nhớt lên nha. Đây. Một con này cũng là GB 7 HP. Con này 7.5 HP. Đây. 225 là 7.5. 7.5 HP con này là tua nhanh. Là cái giá của nó là 3 triệu 600 ngàn. Này là cốt thẳng nha, tua nhanh nha, 7.5 HP. Ở đây thì nếu mà anh em nào cần xài con 7.5 HP cốt thẳng có đề, bên em vẫn có luôn nha. Đây GB 7.5 cốt thẳng tua nhanh có đề luôn. Giá nó là 4 triệu 200 ngàn nha. 4 triệu 200 là 7.5 HP GB có đề. Nó có chìa khóa sẵn luôn, anh em về câu bình vô là chỉ có dặn chìa khóa là đề nha. Đây tiếp. Con này là 7.5 HP. Cốt thẳng, tua nhanh không đề. Thằng này vẫn là cái giá là nó 3 triệu 6 nha. Nó có hai màu, một màu xanh và một màu xám. Anh em xài
Mẫu nào thì mình nói cho rõ nha. Đây, thằng này thì nó để trong GB 225 là 7.5 HP ha. Đây, ngoài ra thì anh em muốn xài hàng Hyundai có luôn. Hyundai là thằng này ngày hôm nay cái giá nó lại nhảy lên nha anh em. Hyundai là nó 7 HP, cái giá của nó là 4.100.000. Là máy này là máy cốt xéo tua chậm nha. Cốt xéo tua chậm 7 HP. Giá 4.100.000. Bên em á là ngoài ra còn cung cấp cho anh em chân vịt máy, dàn cầu các loại inox, cốt thẳng, cốt xéo. Đó, dàn cầu, inox, cốt thẳng, cốt xéo. Theo com lê có máy của máy có luôn nha. Thì cái này mình giới thiệu cho anh em là bên máy, còn nếu mà anh em nào cần xài bên dàn cầu á thì mình vẫn có luôn nha. Có dàn cầu chân vịt đầy đủ nha, chọn bộ com lê. Đây, em quay trở lại là cái kho mà mình để máy đây. Thì nói chung ra ở đây nhập hàng về thì khui ra làm video cho anh em xem một ít, còn một ít thì em vẫn ghim hôm đó, chừng nào anh em cần xài cái nào thì mình rút mình bán cho anh em ha. Đây, em quay cận cảnh cho anh em xem. Ở đây thì bên em có cung cấp là dòng máy nghĩa địa nữa nha, nghĩa địa hàng bãi về có. Thì anh em theo dõi video thì anh em nhớ đăng ký cho một like, bấm vào đăng ký kênh của mình là mình có quay những video tiếp theo, đó là về bên máy nghĩa địa, ví dụ Gobin hay hoặc là Mitsubishi Honda là hàng bãi nghĩa địa nhập về chẳng có luôn ha. Đây rồi, cái video mình đến đây kết thúc rồi. Nếu mà anh em nào thấy hay thì cho mình một like, bấm vào đăng ký kênh của mình để hàng ngày mình cập nhật những video mới lên cho anh em xem nha. Rồi, chúc anh em năm mới làm ăn phát tài nha, tiền vô như nước nha.